Rất vui được gặp lại các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alet. Chúc các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui. Hôm nay Tăng sẽ review khách sạn Phú Minh ở thành phố Vũng Tàu. Như các bạn đã biết, khách sạn Phú Minh là khách sạn quốc tế nổi tiếng toàn thế giới. Đây là khách sạn 5 sao, thiết kế đặc biệt, có hồ bơi phục vụ đầy đủ. Và sau đây Tăng Alet sẽ quay vài nét về khách sạn này. Mời các bạn đón xem. Các bạn có thể thấy khách sạn rất là đẹp, rất là sang trọng. Đây là khách sạn Phú Minh các bạn. Và Tăng sẽ quay vài nét cái cảnh quan ở trong khách sạn.